được xem là công đoạn nắm giữ 50% thành công của thương hiệu. Với Vintage Hunter, mọi thông số liên quan đều được đưa về quy chuẩn theo kích thước và cấu trúc bàn chân của người châu Á, có thể hoàn toàn học hỏi theo những hãng giày nổi tiếng thế giới. Thì khi mình thiết kế một sản phẩm Vintage thì mình cũng thứ nhất là mình tìm hiểu cái xu hướng thị trường, thứ hai là mình tìm hiểu cái xu hướng thời trang thế giới để mình lọc, mình cắt ra được những cái màu á để cho nó phù hợp với xu hướng. Thì đó là những cái màu sắc tươi trẻ trung. Bên đó, bên cạnh những cái màu sắc đó thì mình cũng lưu ý về những cái chất liệu đó, thì mình sẽ chọn những cái chất liệu nào để cho nó phù hợp hiện đại đang thực hành. Vintage thì cũng đã cải tiến rất nhiều về cái phần chất liệu đó, để sử dụng sao cho nó êm. Thứ nhất là cảm giác đi vào được thoải mái và nó có độ nảy. Và cao su thì nó có những cái phần ma sát bám tốt hơn và để đàn hồi cao hơn. Mặt trên của giày Vintage Hunter được cấu tạo bởi vật liệu giả da, đặc biệt gồm 3 lớp. Lớp lưới trên cùng tạo hoa văn cho bề mặt giày, lớp xốp ở giữa tạo độ dày và sự thông thoáng, và lớp vải sau cùng tạo sự chắc chắn ổn định. Mỗi tấm nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất giày sẽ phải trải qua quá trình thử nghiệm độ đàn hồi thông qua máy kéo đứt. Thông số về độ bền của vật liệu sẽ hiển thị trên máy. Vào quy trình may giày là công đoạn may mũ quai với chất liệu vải dệt đặc trưng. Công đoạn này giúp kết nối phần đế chung với mũ quai thông qua phương pháp may Chobel. Sau khi may những mũi kim đầu tiên, giày sẽ được chuyển sang công đoạn xông hơi. Việc xông hơi giúp mũ quai được mềm và giãn ra. Đối với giày thì tất cả các mã giày, dù là giày gò hay là giày nông lát, thì chúng ta đều phải có cái chân giả, và cái chân giả này nó tương ứng với lại cái kích thước hay là còn gọi là cái số đo của từng cái chân người mang giày. Sau khi nông lát, giày sẽ được chuyển vào giai đoạn nâng hông để chiều cao thân giày đúng với thông số đã ấn định. Mỗi kích cỡ giày có một thông số riêng. Trong truyền giày thì không thể thiếu đó là công đoạn qua máy hút chân không, hay còn gọi là thùng lưu hóa. Thì như vậy á, đối với lại giày, khi sau khi chúng ta nông lát xong, chúng ta vô cái upper vào cái chân giả hay còn gọi là cái lát, thì như vậy á, chúng ta phải qua cái công đoạn đó là công đoạn hút chân không. Mục đích của hút chân không để cho cái bề mặt vật liệu nó hít ôm sát vào cái chân giả, vào cái lát, để cho nó tạo cái độ fitting và cái dáng của cái giày nó đẹp hơn. Trước vào ráp đế, giày phải đảm bảo tất cả các thông số kỹ thuật liên quan và mức độ ôm sát phù hợp. Sau đó giày được đóng hộp và chuyển đến các đại lý chính thức. Nhiều năm qua, Vintage vẫn liên tục cho ra đời những dòng sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của người Việt. Tuy nhiên, với phân khúc Vintage Hunter đã trở thành một sự bùng nổ trên thị trường hiện đại, đưa thương hiệu sneaker Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ.